Tiến xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày 12 tháng 11 năm 2022. Việt đang ở ngã tư Lê Duẩn và phố Khâm Thiên quý vị và các bạn. Những hình ảnh hết sức nhộn nhịp trên ngã tư Lê Duẩn và Khâm Thiên. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội thời tiết không được đẹp lắm quý vị và các bạn, bầu trời âm u, mây mù bao phủ, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội bây giờ rơi vào khoảng 26 độ C, trời mát. Sáng hôm nay Việt mời quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng từ phố Khâm Thiên lên tới quảng trường Ba Đình, cảm nhận cuộc sống kinh doanh buôn bán cũng như không khí tại đường phố Hà Nội. Được quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của Việt, hãy tặng cho Việt một like. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông, bấm rung chuông để nhận những clip mới nhất Việt gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh về đường phố Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố Khâm Thiên, Việt thấy vẫn còn nhiều cửa hàng còn trống quý vị và các bạn, vẫn chưa có người kinh doanh.
nhộn nhịp quý vị và các bạn. Chỉ cần có một sự kiện gì ở trên tuyến phố Khâm Thiên là tắc đường ngay. Đang ở ngã ba ngõ Văn Chương và phố Khâm Thiên, quý vị và các bạn. Những hình ảnh trên ngõ Văn Chương. Mấy anh chạy taxi ổn nào. Thấy nhiều cây xăng, xin lỗi quý vị và các bạn, nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán mở cửa. Trên tuyến phố Khâm Thiên cũng có một cây xăng. Các quý vị và các bạn ở thủ đô Hà Nội trong thời điểm này đi đổ xăng thì rất vất vả quý vị và các bạn. Đấy, chờ đợi rất là lâu. Nhiều cây xăng, người xếp hàng còn nhiều hơn quý vị và các bạn. Ở đây thì rất vắng. Mỗi lần Việt đi đổ xăng phải mất tầm khoảng 20 phút. Trong màn hình quý vị là ngã 6 Ô Chợ Dừa, xã Đàn và Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên cũng như La Thành quý vị và các bạn. Một ngã 6 rất nhộn nhịp. Mời quý vị cùng Việt đi trên tuyến phố Tôn Đức Thắng. Các cô bán bánh giò nóng cũng như trứng vịt nộm. Vâng, cách
cửa hàng cho thuê không bàn đám cưới đắt hàng quý vị và các bạn. Đang ở ngõ Văn Chương. Chúc mừng quý vị là những hình ảnh trên giáo xứ Hàng Bột. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán vào buổi sáng thì việc ấy cũng chậm, các buổi chiều sẽ khả quan hơn thôi quý vị và các bạn. Đang ở ngã ba ngõ Thông Phong và Tôn Đức Thắng. Bầu trời thì mình thấy chưa khả quan hơn quý vị và các bạn, vẫn rất âm u. Những cảnh này thì cảm nhận cái không khí Tết đến nơi rồi quý vị và các bạn. Trước màn hình là ngã tư Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám và Cát Ninh. Trên tuyến phố Quốc Tử Giám các bạn. Và sáng thứ bảy ở trên đường phố Tôn Đức Thắng quý vị và các bạn. Và trước màn hình là những cảnh trên đường phố Hàng Cháo.
trước màn hình là ngã tư Tôn Đức Thắng, Chu Văn An và Nguyễn Thái Học. Hình ảnh trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị và các bạn là bệnh viện Sanh Pôn. Và sáng thứ bảy thì rất vắng. Việt đang ở ngã tư Trần Phú và Chu Văn An. Như quý vị và các bạn thấy, rất nhiều những căn nhà có kiến trúc phải nói là rất rất đẹp. Đẹp mãi với thời gian, quý vị và các bạn. Lên tới, gần tới quảng trường Ba Đình thì xuất hiện ánh nắng rồi. Xóa tan cảnh âm u, mây mù bao phủ, quý vị và các bạn. Vào buổi sáng hôm nay, như quý vị và các bạn thấy, quảng trường Ba Đình đón rất nhiều du khách từ mọi miền trên tổ quốc đang vào viếng lăng Bác. Đến tới quảng trường thì mình thấy ánh nắng đã xuất hiện rồi, hình ảnh rất tuyệt vời.
Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba phố Hoàng Văn Thụ và tuyến đường Độc Lập. Việt cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng từ phố Khâm Thiên tới quảng trường Ba Đình. Những hình ảnh rất đẹp. Lên tới quảng trường thì ánh nắng xuất hiện, cảm giác khung cảnh cũng đẹp hơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn tràn đầy niềm vui và dồi dào hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới cùng Việt.